với chủ đề di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị trường tồn. Sáng nay, Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 50 năm cả nước thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Hội thảo đã thu hút trên 20 bài tham luận, ý kiến trao đổi của các nhà quản lý, nhà khoa học, các giảng viên tham gia. Các ý kiến tiếp tục tập trung làm rõ thêm về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc Việt Nam, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, ý nghĩa trường tồn của di chúc về Đảng cầm quyền, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về chăm lo đời sống nhân dân và làm rõ giá trị định hướng của di chúc đối với cách mạng Việt Nam. Qua đó khẳng định và tôn vinh những tình cảm, trí tuệ, niềm tin và trách nhiệm lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Tổ quốc và nhân dân. Tư tưởng của người mãi soi đường, dẫn dắt sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước, đi đến thắng lợi.